Ok, thì Minh Trân mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân Miền Tây Học Hỏi và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ, mình test hai cái bàn cắt gạch nha cô chú anh chị và bạn. Thì một cái bàn cắt gạch hiệu Top Quê nè, Top Quê E300, và một cái máy là của Bia Gubi đó. Thì một cái Gubi, một cái mà bàn cắt gạch như vậy, thì để mình test và mình so sánh lại cho các anh em trong nghề, để mình muốn mua một cái sản phẩm để mình xài mình cắt gạch nghe của chú anh chị và các bạn. Rồi thì chút nữa mình sẽ test rồi mình sẽ cho quay lại hai cái sản phẩm này, rồi mình sẽ đánh giá cho cô chú anh chị và bạn xem coi nó như thế nào, có cái nào hiệu quả tốt và cái nào không tốt. Rồi thì mình đánh giá này thì mong các công ty hay là những cái thương hiệu gì đó xem mình thì thông cảm bỏ qua cho mình nha. Thì cái này mình thực tế mình test cho những anh em mình muốn mua để sử dụng sao cho nó hiệu quả và nó chính xác nha. Thì mình cũng mời cô chú anh chị bạn theo xem mình test như thế nào. Đã đo vô đây, đây là 7 phân nè, đưa vô 7 phân này nha, đúng 7 phân. Rồi mình đặt là miếng gạch vô có cái cỡ đây là 7 phân luôn, mình để vô cho nó sát hai bên này nè, nhưng mà mình để cho các bạn xem nha. Đó, thì mình đã đẩy và nó đứt nó ngọt, nhưng mà mình bẻ xuống thì nó rất là nó cũng gãy nha, nó không theo cái chiều của mình đẩy cái lưỡi cắt nó đứt mà nó không có gãy theo. Thì bây giờ mình sẽ để vô một tấm nữa và thử cho cô chú anh chị và bạn xem nào nha. Đó, thì nó 7 phân là có cỡ 7 phân, nhưng cái cỡ này thì một lát nữa mình sẽ nói cho cô chú anh chị bạn biết sao. Đó, thì mình đẩy nè, đó. À, gắn xuống nè. Đó, thì nó cũng y chang như vậy. Đó, thì mình cũng tưởng là một lô gạch đó nó nứt sẵn, và không phải nha cô chú anh chị bạn. Nó không có bẻ ngọt như là các anh em trên YouTube cũng có quay lại chia sẻ cho mình thêm đó. Thì thấy rất ngon. Khi mình mua về thì mình thực hành thì nó thấy sao các bạn. Anh em thấy xem nè, nó cái cỡ nó lúc lắc gì đó, nó đâu có đều được đâu. Mình không có canh chỉnh gì mà cho nó chính xác được. Mình cũng vệ sinh nè, nó sạch sẽ nó đút vô. À, rồi bây giờ mình sẽ đẩy thêm một đường nữa nha. Nè. Nó rất là bén luôn chứ không phải là không bén. Nhưng mà khi mình bẻ thì nó cũng y gan vậy nữa. Nó cũng như nhau. Ba tấm này như nhau, nó cũng bẻ một hướng vậy thôi. Thì anh em xem thì mình đã cắt ra cho thử cho anh em xem. Anh em nào mà muốn mua thì phải mình xem thêm một phần nữa là mình đang đo cái tấm này. Cái tấm này là mình cắt hồi nãy nè. Đó, thì một đầu thì mình đo là 23 là 2 ly nha. Còn khi mà đo lại cái đầu đằng này này nó hơn nha. Đó. Đây nó gần tới 23 gần 23 5 ly luôn. Đó, thì nó không có cái cử để mình cố định cái tấm gạch để mình cắt sao cho nó chuẩn á. Thì ở đằng trước cái bàn này nó chỉ có một cái thanh ngang thôi và một cái thanh đỡ bên kia để làm cái cỡ, nhưng mà cái cỡ đó cũng vô tác dụng mà các bạn ơi. Đây nè, cái này là mình cũng quan trọng nhất là cái này nha của chú anh chị đó các bạn đó. Và các bạn mình anh em mà mình làm nghề á, thì đây là một cái quan trọng nè. Khi mình chỉnh cái cỡ gạch này thì mình đưa vô đưa ra thì mình sẽ lấy một cái góc vuông như vậy. Ví dụ bên đây mình cắt ít nè, bên đây là nhiều đó, mình phải độ, phải cần một cái góc vuông như vậy để mình cố định được cái miếng gạch mình, nó không bị chạy tới chạy lui, nó rất là chuẩn. Đầu này
dưới đầu đó là ok. Còn ví dụ như các bạn cắt chia ngang như vậy đó, thì mình họ nói rồi, ví dụ như chia đều á thì cái cỡ chỗ này nó rất là chính xác. Mình chỉnh lại nha, đây có hai góc nè, mình mua về mình phải chỉnh lại cho nó vuông, rồi xong rồi đó mình là cắt ngang về lại nó chỉnh. Còn mình muốn cắt nhà bên dài bên ít á thì mình phải cần có cái cử bên đây để cho nó cố định lại, là mình cắt mà được. Với hai cái này nó rất là chắc chắn luôn, khi mình siết hai góc này vô nè, đây có hai góc nè, đây có góc nè, cố định cái hai cái thanh này thì nó không có chạy vô chạy ra được như vậy, thì mình cắt rất là chuẩn. Còn cái hàng mà của hàng Ruby á thì nó chỉ có một cái thanh một cái thanh giữa như hồi nãy mình có quay đó, một thanh giữa đây nó lúc lắc nè, rồi nó chạy vô chạy ra nữa, rồi mình không có cố định được cái chỗ nào để mình cắt được cái miếng gạch mà bên nhiều bên ít hết trơn. Còn thằng này thì rất là ok nha, đó thì tuy nó rẻ tiền hơn Ruby nhưng mà nó rất là tiện dụng cho anh em mình sẽ sử dụng những cái thanh như vậy đó, cố định như vậy. Nghe trên này nó có thước đó nè, ví dụ 28,5 thì đằng này 28,5 nè đó. Thì mình cắt rất là ok, chính xác, chính xác, độ chính xác là mà 100% thì mình không nói nha, nó khoảng là 99% là rất là ok đó. Thì mình cũng đánh giá là thằng sản phẩm này thì nó rất là ok nha anh em. Mà anh em nào muốn xài bàn cắt mà nó ngon nãy thì tùy theo anh em thôi, chứ thằng này cái lưỡi nó cắt cũng rất là bén nha đó. Cái này nó cũng rất là bén nha, cái kia nó cũng bén nhưng mà thằng này nó cũng vẫn bén. Nhờ được con cái là có những cái cử như vậy thì nó quá ok. Còn cái thanh kia cắt mà nó gặt lên trước nè, khi mình đẩy tới rồi mình phải kéo lại, rồi mình phải dùng cái đầu gạch mình gạt xuống cho nó miếng gạch nó nhảy lên, rồi nó bể đó. Nó đứt làm hai thì ok, thằng nào cũng được, nhưng mà cái độ chính xác thì mình thấy này, cảm nhận thấy này là rất ok hơn thằng kia rất nhiều. Rồi thì cái video này mình cũng chia sẻ tới anh em để lựa chọn những cái sản phẩm nào để mình dùng trong xây dựng ốp lát ở công trình hay là nhà dân dụng, nhà phô, nhà vuông thì vẫn sử dụng được. Nhưng mà cái này thì mình, cái bàn này là dàn bàn 80 nha, chắc là gạch 80, nhưng mình đây không có gạch 80 để test cho cô chú anh chị bạn xem, thì đây những gạch xài gạch men thôi, còn gạch đá mình cũng chưa cắt ra luôn đó, hai thằng chưa có thằng nào mình so sánh là gạch đá hết, nhưng mà mình thấy thằng này là chắc cũng cắt gạch đá chắc cũng là ok đó, độ chính xác 99%. Còn cái kia thì mình đánh giá là cái chính xác của nó khi cắt gạch ngắn, gạch đồng bộ, còn nếu mà bên dài bên ngắn á, thì khó mà chính xác được nha. Thì đây mình cũng chia sẻ cho anh em biết thôi. Rồi mình cũng hẹn lại cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo. Ok, bye bye.